Đây là cách mà Dũng đã đầu tư bất động sản hiệu quả và an toàn như nào thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với bạn. Đây là một mảnh đất mà Dũng mua từ đầu năm 2023 và mảnh này thì có giá trị là 5.8 tỷ. Thì sau khi mua thì chúng ta cần làm cái gì ạ? Đầu tiên là cái việc trong ở cái khâu lựa chọn. Thì đây là một mảnh bất động sản nằm ở trong khu công nghiệp và nó có những yếu tố ví dụ như là cái đường đây là đường trước mặt thì Dũng sẽ quy hoạch là mở rộng 20m. Thứ hai là gì ạ? Khi mà chúng ta đã chọn được một là vị trí đúng không ạ? Ở đây là bám mặt đường to này, thứ hai vị trí ở khu nghiệp này. Và sau khi làm được điều đấy thì bắt đầu tiến hành các bước là đàm phán và để giao dịch mua bán. Và sau khi đã thống nhất nhau thì các bước tiếp theo gì ạ? Đó là việc Dũng yêu cầu chủ đất, chủ cũ nhá, là gì phải làm hết cái việc ký giáp danh giải tỏa. Ví dụ trong trường hợp kia, nếu như trong trường hợp mà mình mà đặt tiền rồi mà nhà kia người ta không chịu phá nhà hay sao, bởi vì kia ảnh hưởng mất cái nhà ta rồi. Nó không phải là cái nhà to nhưng nó chỉ là một cái phòng trọ để họ cho thuê. Nhưng nếu mà chúng ta không giải quyết được thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta có thể mua bán được. Và sau khi mua bán xong thì sao? Chúng ta tiến đến bước cải tạo. Và các bạn thấy rằng là nếu mà đất cũ thì nó sẽ hoang sơ và cây cối nó tất như này. Thì Dũng chuyển hóa nó gì ạ? Xây dựng thành một cái kho. Bên Dũng thì Dũng kinh doanh sắt thép liên quan đến các nguyên liệu cung cấp cho các công ty của nước ngoài sản xuất linh kiện ô tô xe máy. Và đây sẽ trở thành một kho bởi vì hiện nay Dũng đang thuê một vài kho để mà Dũng chứa nguyên liệu. Thì tại sao mà Dũng không chuyển cái này thành một cái kho của mình để cái tiền 15 triệu, 20 triệu một tháng thì vẫn tính vào chi phí của công ty. Và như vậy thì mảnh đất này đã tạo cho Dũng một dòng tiền ổn định hàng tháng. Thứ hai là gì ạ? Khi mà Dũng cải tạo nó thì là cách để Dũng có thể nâng giá trị của mảnh đất này lên. Và tính ra thì 16 triệu mét nhưng cái trục trên phía trên kia cùng cái trục đường này họ làm rồi thì đang 25 triệu. Có thể thấy là đường này chỉ cần bắt đầu làm thì mảnh đất này x2 không khó. Theo quy hoạch thì chắc là khoảng cuối năm mà trong năm 2024 thì đường này sẽ triển khai. Còn đường này thì vẫn hoạt động bình thường và xe cổ vẫn vào được, Dũng vẫn làm kho bình thường. Cái yếu tố quan trọng là việc chúng ta lựa chọn làm sao để chúng ta có thể lựa chọn được bất động sản có vị trí tốt và sau đó là cách thức để chúng ta tiến hành chúng ta cải tạo nâng cấp cái giá trị bất động sản lên. Và một cái yếu tố nữa để mà Dũng có thể làm sao Dũng có thể nâng cấp và đầu tư một cách hiệu quả hơn đó là Dũng sử dụng đòn bẩy ngân hàng. Lô này Dũng mua 5.8 tỷ nhưng thực chất Dũng chỉ phải bỏ ra 4.5 tỷ. Số còn lại sao? Dũng sử dụng đòn bẩy ngân hàng bởi vì Dũng có dòng tiền và bản chất là gì ạ? Lấy lợi nhuận từ kinh doanh chuyển sang bất động sản và nó sẽ giúp là chúng ta gì ạ? Giúp cho chúng ta nâng gọi là bắt đồng tiền nó làm việc hiệu quả hơn đúng không ạ? Tính trên tỷ suất lợi nhuận đầu tư. Ví dụ lô này mà khi mà x2 lên sau vòng khoảng 2 năm chẳng hạn 5.7 tỷ, Dũng không tính tiền xây kho chắc khoảng 700-800 thì khi x2 lên chúng ta đã có khoảng gần 11 tỷ. Và số tiền thực tế chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu ạ? Thực tế Dũng chỉ phải bỏ ra có khoảng 1.8 tỷ. Vậy thì 1.8 tỷ mà nó x2 lên được thì Dũng kể Dũng giả trên ngân hàng các cái khoản phí trả trước thì chúng ta vẫn có một khoản lợi nhuận khá tốt. Thế theo bạn là gì? Chúng ta nên sử dụng đòn bẩy ngân hàng không? Và nếu như bạn có dòng tiền thì bạn không sử dụng đòn bẩy ngân hàng, bạn đầu tư thì bạn không thể có thành công nhanh được. Và đây chỉ là một những bất động sản ví dụ thôi. Dũng có rất nhiều, Dũng đầu tư hơn chục năm rồi thì Dũng rất nhiều bất động sản. Để mà sao Dũng có bất động sản du lịch, có bất động sản công nghiệp và có bất động sản nhà phố thì toàn bộ những cái kiến thức gì trong quá trình Dũng đầu tư cũng như Dũng học tập được thì Dũng sẽ chia sẻ với bạn ở trong từng cái video một. Thì toàn bộ những cái đó thì các bạn nhớ hãy like, follow kênh của Dũng. Dũng sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức mà Dũng học được, Dũng trải nghiệm được, Dũng chia sẻ hết các bạn. Và sẽ mong là các bạn có được những cái kiến thức và tự mình ra những quyết định để các bạn có thể đầu tư, bạn có thể gì ạ, bạn có thể nhân tài sản mình lên một cách nhanh chóng đúng không? Và an toàn, quan trọng nhất là an toàn và hiệu quả. Hy vọng là bạn sẽ nhận được những kiến thức từ kênh của Dũng. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.